các bạn. Hôm nay phát hiện xăng, phát hiện lâu ra xem video của em nhá. Hôm nay em sẽ lại tiếp tục lên cho các anh chị một cái máy phát điện chạy dầu với công suất là 6 kW, thương hiệu Kibo Power với model là KDE 7500T. Em thì em hay đọc đây là con máy phát điện Kibo, một màu xanh rất là đẹp đúng không ạ? Chắc hẳn là anh chị nào mà thích màu xanh là nhìn con này là mê luôn, giống như em chẳng hạn, rất là mê màu xanh. Đây là công tác khởi động này, có đèn báo dầu này, có đèn hiển thị điện ra này, những là công tắc khi mà chúng ta cần nguồn điện ra nhé. Đây là ổ điện ra nhé mọi người. Chúng ta sẽ sử dụng phích cắm 3 trạm điện 220V ạ. Đây là phần mà mình sạc ắc quy cực âm và cực dương. Con này thì có tần số là 50Hz với công suất là 6kW, thì các bạn có thể sử dụng trong gia đình với các thiết bị như là điều hòa này, phát sáng, quạt, nồi cơm điện, tủ lạnh và có thể là sử dụng cả máy giặt nữa. Máy cực kỳ là đẹp, em mê màu xanh lắm mọi người. Mọi người lưu ý giúp em nhé, khi mà máy hoạt động thì chúng ta sẽ không lại gần cái bộ phận này, bởi vì mà hoạt động thì ống xả cực kỳ là nóng nên là nó sẽ rất là nguy hiểm. Đặc biệt là những anh chị nào mà mình nhà mà có các em bé nhỏ nhá, hoặc là có người lớn tuổi thì mọi người nhớ lưu ý giúp em. Ở bên trong thùng máy này, trong thùng máy này thì sẽ có ắc quy, động cơ, phần thùng dầu cũng như là phần nhớt động cơ nằm ở trong ạ. Đây thì có trang bị cả bánh xe nữa. Nếu đối với những khách hàng nào mình ở gần thì bên em sẽ lắp sẵn bánh xe lên cho mọi người. Còn đối với khách hàng ở xa thì mọi người cố gắng lắp giúp em, bởi vì có tất cả các cái phụ kiện ở trong này hết rồi, nên là mọi người khi mà mọi người mua máy thì mọi người cố gắng là giúp em một chút, bởi vì đi xa thì em sẽ không lắp bánh xe để cho nó an toàn. Đây ạ. Phụ kiện này nhá. Có dụng cụ tháo lắp đàng hoàng luôn ạ. Có phích cắm này, cũng như là chìa khóa khởi động này. Kèm theo đó là một cái móc, thì người sẽ móc cái móc này lên đây giúp em để mà mình có tháo lên các cái tầng cao ấy ạ, cho nó dễ dàng, cái việc di chuyển của mình nó dễ hơn. Máy thiết kế lớp vỏ chống ồn nên là khi mọi người mua máy thì mọi người hoàn toàn yên tâm. Em sẽ có video test thử cho mọi người về tiếng ồn, thì mọi người có thể là click ở dưới link bên dưới để mọi người xem giúp em. Một chiếc máy phát điện cực kỳ là nhỏ gọn, có trang bị bánh xe nên là chúng ta có thể kéo qua kéo lại mà không cần phải bê để nặng. Nếu mà mọi người có nhu cầu về chiếc máy phát điện này hoặc là các cái dòng máy phát điện ở bên em thì mọi người có thể liên hệ đến số hotline 024 38 38 3456, hoặc là có thể truy cập vào website maymocviet.vn. Vinmark bên em có rất là nhiều các mẫu mã về máy phát điện và rất nhiều các model đa dạng khác nhau, nên là mọi người cần thì mọi người chỉ cần nhấc máy lên và alo cho bên em ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Và em là Minh Huyền đến từ Vinmark. Chào tạm biệt.